Ở trong clip ngắn này, mình sẽ lên cái chủ đề hiện tại mọi người đang quan tâm và inbox hỏi mình ạ. Đó là chúng ta có nên đầu tư vào cái đồng xu thời điểm hiện tại hay không? Và mình sẽ trả lời cho mọi người trong clip ngắn này anh chị em nhé. Ok, vào đầu clip thì xin được chúc mừng tất cả anh chị em. Ngày hôm qua thì dự án Su Blockchain đã chính thức mainnet và listing ở hầu hết tất cả các sàn top, trong đó có sàn Binance. Và giá listing ghi nhận cao nhất là khoảng tầm 2 đô la. Nếu mà tính ATH ấy, thì mỗi một ví wallet mọi người trúng, đâu đó mọi người sẽ được khoảng tầm 3.000 đô đúng không? Còn public sale thì ngày hôm qua những anh chị em chúng ta tham gia public sale cũng đã được trả 1 phần 13 cái tổng token mọi người nhận được đó. Nếu mọi người mua mắc được ở trên KuCoin với giá là 1.000 đô được mua được 10.000 con ấy, thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã về bờ rồi. Và chắc chắn rằng cái kèo mà public sale này mọi người đã lời và lời cũng khá là nhiều anh chị em nhé. Bởi vì là chúng ta sẽ nhận được tiếp tục cái số token còn lại trong 13 tháng còn lại, 12 tháng còn lại đó. Ok, ở trong chủ đề này đây thì mình sẽ update cho mọi người những ai mà chúng ta không có cơ hội tham gia vào wallet hay là public sale thì mọi người có nên đầu tư vào cái đồng xu này hay không? Chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại đây thì cái đồng xu nếu mà nhìn ở trên khung M15 năm ấy, sau khi listing ở trên vùng giá khoảng tầm 2 đô la thì 2 đô la khả năng mọi người không bán được đâu. Nhưng mà quanh vùng giá khoảng tầm 1.8, 1.9 ngày hôm qua có sideways một đoạn đó, thì mọi người khả năng anh chị em chúng ta có thể bán được quanh vùng giá đó xuống khoảng tầm 1.5 đô la. Đó. Wallet thì chúng ta cũng trúng được khoảng tầm hơn 2.000 đô đúng không? Tương tự như vậy, đối với public sale thì coi như chúng ta đã về bờ rồi. Bởi vì chúng ta chỉ bỏ số vốn ra là 1.000 đô để mua được 10.000 đồng xu nhá. Ok, bây giờ đây thì chúng ta sẽ nhìn vào thực tế một chút. Đó là ngày hôm qua thì cái dự án này listing trên nền tảng CoinGitCap cũng như là trên Binance. Và sẽ có một cái thông tin mình đã cập nhật cho mọi người về cái tokenomics này trên cộng đồng của mình, trên các cộng đồng của mình luôn. Và trong YouTube cũng có luôn anh chị em nhé. Chúng ta sẽ vào một cộng đồng với mình. Đó, chúng ta xem cụ thể nhé. Cái cung lưu thông ban đầu ở trên Binance ghi nhận đó là 528 triệu cái đồng token SUI đúng không anh chị em? Và trong đó thì có 114 triệu SUI được unlock 100% luôn. 450 triệu SUI thì được unlock dưới hình thức public sale đó anh chị em. Là TGE là 1.13, 1 phần 13 thì sẽ được mở khóa ban đầu cho mọi người ngày hôm qua. Những ai mà mua public sale với giá là 0.1 đô đó thì chúng ta sẽ được TGE liên tục là 13 tháng đúng không? Thì mỗi một tháng khoảng tầm 34,62 triệu đồng SUI. Ngày hôm qua mọi người đã nhận được số token này rồi. Và tương tự như vậy thì 40 triệu đồng xu là dưới dạng là Binance Launch Pool thì sẽ được unlock 100% luôn. Như vậy chúng ta chỉ quan tâm đến cái số token còn lại là được unlock hàng tháng mà thôi để tham gia vào đầu tư trong giai đoạn thời gian sắp tới đúng không? Bây giờ thì mình sẽ nói về cái giai đoạn ngắn hạn trước nhé. Đó, hiện tại đây thì tổng thì có khoảng tầm 218,6 triệu đồng xu thì sẽ gồm có Wallet, Public Sale và Binance Launch Pool đó cho em. Còn lại ấy, thì cái số token còn lại nhé là khoảng tầm hơn 300 triệu đồng token đó thì sẽ thuộc về cái đội team dev và quỹ nắm giữ đó. Vậy nên là mình có đưa ra một cái định giá lớn hơn 1 đô chắc chắn rồi và có thể kỳ vọng lên khoảng 5 đô nhưng mà nó không lên được 5 đô, nó chỉ giật lên khoảng tầm 2 đô mà thôi. Thì chúng ta sẽ xem đi, ngày hôm qua đây thì có phải là chúng ta xem về cái market cap này có khoảng tầm hơn 200 triệu đúng không? Nhưng ngày hôm nay mọi người mở mắt ra thì lên được khoảng tầm 731 triệu bởi vì là cái dự án này mình đã cập nhật cho mọi người nhé. Hỏi trong Discord thì team dev cũng rất là mập mờ về cái số token còn lại của cái đội team dev được trả như nào thì không rõ ràng. Và ngày hôm nay đây thì chúng ta cũng đã biết rồi, cụ thể hiện tại đây thì bên ngoài lưu cung khoảng tầm 528 triệu đúng như Binance đã công bố cho mọi người đó. Còn các nền tảng khác thì vẫn chưa đính chính được nhưng Binance đã đính chính cho mọi người rồi. Hiện tại đây market cap chuẩn của nó là 738 triệu đô anh chị em nhé. Cung bên ngoài đó là 528 triệu đồng token đồng xu này đây. Tuy nhiên sẽ có một cái vấn đề lưu ý, mọi người lưu ý giúp mình nhé. Mọi người thường cứ hay nói rằng là chỉ quan tâm market cap nhưng mà không quan tâm đến vốn hóa thị trường pha loãng con này. Vốn hóa thị trường pha loãng thì chúng ta sẽ lên trên Google search giúp mình nhé, xem là nó ý nghĩa như nào đối với cả vốn hóa thị trường thực tế của một đồng coin. Nó cũng thể hiện qua cái mức độ định giá của một dự án thôi anh chị em. Đó, vốn hóa thị trường pha loãng mọi người cứ hiểu rằng khi mà nó cao hơn rất nhiều so với cả vốn hóa thị trường thực tế thì có nghĩa là dự án đó đang lạm phát, tỷ lệ lạm phát có cái tỷ lệ bán thì có thể là về thời gian sắp tới nó cao hơn so với tỷ lệ mua. Tất nhiên có một số trường hợp như là đồng Ethereum hoặc một số dự án khác ấy, thì cái áp lực mua có nghĩa là họ thấy cái tiềm năng dài hạn của nó và mua rất là lớn, khối lượng mua lớn thì nó có thể bù lại được cái số token lạm phát. Số token lạm phát này thì được ở đâu? Có nghĩa là dự án sẽ trả cho đội phát triển hoặc là cho các cái cộng đồng bên ngoài qua hình thức airdrop hoặc như nào đó thì nó sẽ có cái vấn đề về token lạm phát. Thậm chí hiện tại đây thì tất nhiên là đồng xu mới mainnet thôi, nó chưa có thông tin về burn token đấy, thì thời gian tới chưa biết rõ như nào, hiện tại thì vẫn chưa có cơ chế burn token nhé. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà chúng ta so sánh cái ecosystem của cái dự án Sui Blockchain ở đây so với cả những dự án còn lại ấy,
thì hiện tại đây gần đây nhất chúng ta có thể so sánh với cả Aptos đúng không anh chị em, thì sẽ thấy rằng là cái ecosystem của cái hệ sinh thái của đồng xu ấy thì còn đang chậm phát triển hơn so với cả Aptos cơ, mặc dù là ra sau anh chị em nhé. Tuy nhiên và hai cái dự án này gọi vốn như nào, về Aptos ấy thì gọi vốn được 300 triệu, còn xu thì gọi vốn hơn, đặc biệt thì còn bán IDO trên các nền tảng sàn như là OKX, KuCoin, Bybit và cả Binance Pool nữa đó, cho nên là dự án này thì tính ra gọi vốn còn lớn hơn cả bên Aptos cơ. Nhưng mà về cái build thì mình nói rồi nhé, mình có sâu quan trọng người đó, chúng ta gõ so sánh hệ sinh thái sẽ thấy rằng hệ sinh thái của Sui hiện tại đang còn phát triển yếu hơn so với cả bên Aptos những cái về gọi là vấn build đó anh em. Nhưng mà chúng ta sẽ lưu ý với mình đó là hiện tại thì hai cái con này đều gọi là cùng cha khác mẹ mà thôi, từ cái dự án Diễm tách ra, mà dự án Diễm trước đây của Facebook Meta là bạn đã gọi là bị sụp đổ rồi đó. Còn về các vòng gọi vốn con này thì đây mọi người có thể xem lại nhé, vòng gọi vốn con này thì có vòng CB chúng ta sẽ ý để ý rất là nhiều đó. CB của này ở mục là fundraising, CB thì đang lead của cái vòng đó, đó là cái quỹ Amra Research FTX cho anh chị em. Đây mình sơ qua cho mọi người xem nhé, vòng CB ở dưới này đúng không, đó chúng ta thấy rằng là CB gọi vốn được đó là 300 triệu đô và FTX Venture thì đang lead đó, nên cái dự án này thì đang bị găm gọi là đang bị găm ấy, với cái số vốn khoảng tầm 100 triệu, tức là khoảng 1 phần 3 với cả fund cho cái CDB đúng không anh chị em. Ngoài ra thì còn những quỹ đình đám khác như là Binance và Coinbase đó. Thì chúng ta sẽ để ý giúp mình nhé. Bây giờ mình sẽ nói về quan điểm là đầu tư ngắn hạn đi. Về ngắn hạn thì cái dự án này hàng tháng sẽ được trả về cái số token đó là 1 phần 13 cái TG ban đầu đó anh chị em. Thì mỗi tháng đó mình vừa tính qua cho người đúng không? Khoảng tầm 34,62 triệu xu đó. Nếu mà nhân với giá nhỏ nhỏ là khoảng tầm 1 đô đi, tức là khoảng tầm 34 triệu đô gì đó, thì thực ra nó cũng bình thường mà thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ lo lắng về cái vấn đề đó là hơn 300 triệu xui mà quỹ và cái đội tem dev nắm giữ đó thì liệu có bị xả hay không á. Cho nên chúng ta sẽ cần lo lắng nhất cái vấn đề đó thôi. Còn cái vấn đề trả xui thì thực ra là hơn 34 triệu thì xả thì vẫn xả hàng tháng thôi. Nhưng mà khả năng áp lực bán không mạnh bằng cái vấn đề liên quan tem dev đâu. Đó. Nên cái dự án này về cái tiềm năng ngắn hạn trong khoảng gọi trung hạn đấy, trong khoảng 1 năm ấy, thì nếu mọi người tham gia đầu tư thì khả năng là không nên, thực sự là không nên đó. Với giá hiện tại của tầm 1.4 mình nghĩ rằng nhé nó còn có thể lên được, nhưng mà những anh chị em chúng ta tham gia đầu tư mà qua lead public sale thì mình khuyên mọi người chúng ta bắt đặc biệt là public sale nhé, thì chúng ta nên hòa vốn đi, mọi người nên bán luôn số vốn đó mà hòa vốn đi. Ngày hôm qua thì khả năng nhiều anh chị em chúng ta đã bán rồi, còn qua lead thì mình khuyên mọi người chúng ta nên bán hơn một nửa cái số lượng chúng ta nắm giữ thì ok hơn đó, bởi vì chúng ta đang được lời rất là nhiều đúng không. Chúng ta nhìn lại về cái trong cái mục về fundraising đây thì chúng ta sẽ để ý đến có những mục như sau này. Thứ nhất là public sale IEO không nói nhé, hiện tại đang x là 46 lần với giá wallet và x 13 14 lần so với cả giá IDO đó, giá 0,1 đô một public sale đó anh chị em, xin lỗi mọi người nhé đó. Và đây thì CRIB mọi người lưu ý nhé, hiện tại đang được ghi nhận khoảng tầm x 2.79 lần mà thôi. Mình đang xem cái con này thì nó về ngắn hạn thì hiện tại chúng ta không nên tham gia đầu tư, nhưng mà vẫn khuyên mọi người vẫn để lại một chút, bởi vì hiện tại CRIB đây thì thôi nhé, các em thích bỏ qua anh chị em nhé. Thì có những quỹ như sau này, Binance của sàn Binance anh chị em ở vòng CB đây cũng tham gia luôn này đó, có Bay Venture cũng có tham gia này, và một số quỹ khác nữa. Và những quỹ này hiện tại thì x so với cả giá listing thì mới đâu đó khoảng tầm gần 3 lần mà thôi. Bình thường một quỹ nếu mà x nhỏ vậy họ bình thường họ chẳng không bán đâu anh chị em ạ đó, bởi vì là tham gia đầu tư với những vòng gọi vốn ban đầu lớn như vậy thì khả năng họ không bán, chưa biết được anh chị em nhé. Còn CRA hiện tại thì đang x 31 lần, ROI được khoảng tầm 36 triệu. Về cái dự án này đây thì mình nhìn về định giá pha loãng cũng như là về market cap và đặc biệt so sánh với cả một số dự án khác như là ARB hoặc là bên Aptos ấy, thì hiện tại dự án này còn chênh lệch rất nhiều so với những lớp layer 1 và layer 2 mình vừa kể trên anh chị em nhé. Đó. Vậy nên đối với anh chị em tham gia đầu tư ngắn hạn thì các nhịp giảm của cái đồng xu quanh cái vùng giá hiện tại chúng ta có thể tham khảo mua và SL luôn khoảng tầm 1.2 đô la nhé. TP kỳ vọng khoảng tầm 2 đô la đỉnh cũ đó và đến 2.5 đô la. Còn về dài hạn đối với xui thì mình khuyên mọi người không nên chờ nhịp giảm tiếp tục từ lực xả của thị trường đối với đồng coin này anh chị em nhé. Đó, cái vùng giá thì mình đã nói cho mọi người rồi, thậm chí nó có thể là sâu hơn nữa cơ. Quanh vùng giá đâu đó khoảng tầm x 4 x 5 gì đó so với giá IDO chẳng hạn. Đó, tổng khoảng từ 0,5 cho đến 0,7 gì đó. Thì lúc đó nếu mà có tín hiệu ok mình sẽ call cho mọi người anh chị em nhé. Đối với anh chị em chúng ta tham gia public sale thì mọi người bán hết số token đó đi để lấy lại vốn. Còn đối với anh chị em tham gia qua lead thì mọi người bán hơn một nửa số token đó, còn lại thì mọi người có thể được gồng đến khi có dấu hiệu đảo chiều nhé, hoặc có thể SL quanh vùng khoảng tầm 1.2 đô la gì đấy, thì mình nghĩ rằng nó sẽ có một cái vùng đỡ giá nhẹ đó. Vùng đỡ giá nhẹ tùy dự án mà thôi anh chị em ạ. Dự án gọi vốn nhưng mà còn xem dự án phát triển hệ sinh thái sẽ làm sao đó, bởi vì dự án này không airdrop cho cộng đồng mà đang bị cộng đồng gọi là ghim khá là nhiều về vấn đề gọi là xui scam đó.
Còn về những anh chị em chúng ta không trúng thì mọi người tham gia đầu tư thì mọi người có thể lựa chọn những dự án khác. Và những đồng coin tiếp theo sẽ là những đồng coin về trend của Trung Quốc đó anh chị em. Đó là những đồng coin mà hiện tại đang có những quỹ lớn hoặc là tham gia hợp tác với những công ty tập đoàn lớn ở bên Trung Quốc như là CFX này anh chị em. Đó, chúng ta có thể cân nhắc các nhịp giảm đó nhé. Bởi vì những đồng coin này lực hồi rất là mạnh, chứng tỏ rằng nhà đầu tư đang quan tâm lớn. Hiện tại thì thông tin tốt cũng đang đến từ thị trường Á đúng không anh chị em? Cho nên mọi người sẽ để ý giúp mình đối với đồng coin hiện tại đang hợp tác với những công ty tập đoàn lớn ở bên Trung Quốc. Ví dụ CFX thì họ đang hợp tác với công ty làm về mảng SIM số lớn thứ hai của Trung Quốc đúng không? Và chúng ta biết rằng là hiện tại thì Trung Quốc á, đang có dân số đông dân nhất thế giới đang xem hình như Ả Rập mới vượt qua sao đó thì mọi người không quan tâm vấn đề đó. Nói chung là hiện tại về cái mảng SIM số thì họ đang chiếm ưu thế rất là lớn luôn đó. Và hiện tại CFX về blockchain thì họ về crypto blockchain họ đang hợp tác với cả một cái công ty tập đoàn lớn như vậy thì khả năng con này thứ nhất là về trước đây thì nó cũng đã tăng trưởng rất là nhiều rồi, nếu mà tính ra cũng gần x10 so với vùng đáy đáy trước đây đúng không, nhưng mà vẫn đang còn rất là tiềm năng, mọi người có thể cân nhắc các nhịp giảm. Cái thứ hai nữa là đồng Rho nhé. Đồng Rho thì cũng đã hợp tác với cả một số công ty ở bên Trung Quốc đó anh chị em, thì mọi người có thể để ý giúp mình đồng coin này. Và đồng coin tiếp theo sẽ là đồng Hu anh chị. Đồng Hu này thì nó là một cái sàn giao dịch đó. Đồng coin này trước đây mình đã phân tích cho mọi người rồi nên mình không nói lại anh chị em nhé. Đó, đồng coin này thì nói chung mọi người cũng sẽ để ý rằng là các cái nhịp giảm của nó thì sau khi thị trường chỉ cần hồi nhẹ thôi nó hồi cũng rất là ok luôn, thì mọi người thì cân nhắc một số đồng coin đó anh chị em nhé. Và ngoài ra sẽ là có một số đồng coin mà gần đây mới listing trên Binance, tuy nhiên thì giá bị đâm khá là nhiều đó. ID thì khả năng gọi là côn lại cho mọi người thì cũng hơi oải đúng không, nhưng mình đã côn cho mọi người nhá. Một cái lệnh trước đó khoảng tầm 0,64 đó, nếu mọi người giảm thời điểm hiện tại đây thì cũng đã vẫn đang còn giảm mặc dù đã hồi rồi, và mình dần nói rằng là sẽ côn mọi người mua thêm một cái lệnh nữa 0,57, và nếu mà thực sự nó bị vỡ mất cái xuống này thì mình vứt nó luôn cho uptrend luôn, đỡ uptrend luôn đó. Đó là đồng ID nhé. Còn cái đồng Edu thì sao? Bởi vì con này mình có một clip riêng cho ID nhé, về tiềm năng dài hạn của nó đó. Còn Edu thì sao? Edu thì làm về mảng giáo dục, và chúng ta lên Twitter của CJ nhé, cho mọi người xem luôn để chúng ta sẽ có một chút gì đó gọi là tham khảo về cái đồng Edu ở đây. Chúng ta biết rằng là CZ ấy, thì đang rất là quan tâm đối với cả cái mảng giáo dục của năm 2023 ở đây. Và chúng ta lên trên nền tảng Twitter của CZ ấy, thì hiện tại ông vẫn đang ghim cái bài này từ ngày mùng 3 tháng 1 của năm 2023. Đó, các cái mảng hiện tại đang quan tâm thì có education số 1 luôn anh chị em nhé. Đó, cho nên cái đồng Edu mình nghĩ rằng thời gian tới khả năng sẽ boom khá là mạnh đó, chúng ta có thể lưu ý. Và sau khi mà listing á thì nó bị xả đúng không anh chị em, nó tăng lên và sau đó bị xả. Mình đã nhận định cho mọi người gì? Có một cái nhận định khả năng lên được 2 đô nhưng không lên được, khoảng tầm 1.69 thôi, và sau đó bị xả khá là mạnh đó, thì mọi người cân nhắc đồng coin đây. Thời gian tới về Bitcoin thì sao? Bitcoin thì ngày hôm qua chúng ta sẽ thấy rằng là có một thông tin rất là quan trọng liên quan đến Fed đúng không anh chị em? Chủ tịch của Fed thì ông Jerome Powell thì ngày hôm qua cũng đã phát biểu cho mọi người rồi. Cái giọng điệu thì không như mình đã suy nghĩ rằng là giọng điều hâu, nhưng mà ngày hôm qua thì ôn hòa hơn một chút anh chị em nhé. Đó. Còn về cái vấn đề gọi là tháng 6 sắp tới thì có tăng lãi hay không? Hiện tại theo lời phát biểu đây thì khả năng không tăng lãi. Còn chi tiết về cuộc họp thì anh em có thể lên CNBC để đọc nhé. Trên này thì sẽ có cả bài tóm tắt cũng như là cái bài phát biểu của ông Jerome Powell ở đây là chủ tịch của Fed hiện tại đó. Tháng 6 thì hiện tại đang nhận được voting đó là không tăng lãi nữa. Tuy nhiên thì quay xe như là không rõ được anh chị em nhé. Bởi vì những thông tin xấu thì vẫn đang đến từ thị trường Âu đúng không anh chị em? Đặc biệt là cái vấn đề chính phủ Mỹ thì thời gian gần đây đã gây áp lực đến thị trường cryptocurrency rất là nhiều luôn. Bitcoin vẫn đang là một cái tài sản gây áp lực nhiều đến đồng đô la Mỹ mà. Thời gian vừa qua thậm chí nhiều quốc gia họ đã bắt tay để có thể loại bỏ cái đồng USD ra khỏi hệ thống thanh toán đó. Thậm chí chính phủ Mỹ cũng đang nắm giữ một số lượng Bitcoin cũng rất là lớn. Cho nên là cái việc mà quay xe của Fed nếu mà tháng 6 tiếp tục tăng lãi thì vẫn chưa biết trước điều gì cả anh chị em nhé. Có nghĩa là trong tháng 5 thì có thể có những cuộc họp đột xuất hôm nào đó về cái chính sách tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào lạm phát nữa. Cho nên chúng ta sẽ cần phải theo dõi tiếp tục với cái chỉ số CPI sắp tới. Còn về ngắn hạn của Bitcoin thì trên nền tảng Twitter của mình cũng như là trên nền tảng của Telegram đó, mình cũng đã cập nhật cho mọi người rồi. Chúng ta có thể xem lại đây xem nhé. Trên Twitter của mình vẫn đang có một cái bài đó. Ngày hôm qua thì chúng ta có thấy rằng là không phải ngày hôm qua đâu, là ngày đầu tháng 5 đó anh chị em. Thì lúc đó thị trường vẫn đang còn khá là đỏ, khoảng tầm 28.000 đúng không? Đó thì đây mình cũng đã đưa ra một cái bài post cho mọi người luôn. Mình thực ra là phân tích nhiều rồi cho nên mình cứ nói ra là không phân tích gì nữa, và kỳ vọng là khoảng từ 31 đến 35.000 là 33.500. Lúc đó thì cũng nhiều một số anh chị em tham gia lệnh long. Hiện tại đây thì nếu mọi người vẫn đang còn giữ lệnh đó và không bị cắn SL đâu anh chị em nha. Đó, và hôm qua thì nó có giật về 28.100 mà thôi, và vì thế mọi người vào rất là đẹp. Ngày hôm nay đây nhiều anh chị em chúng ta vẫn đang gồng lệnh thì mọi người cũng đang hơn 1.000 giá rồi đúng không? Hiện tại đang khoảng tầm 29.000 rồi. 29.000 nếu mà nhìn trên khung ngắn hạn H4 thì khả năng nó vẫn đang ở quanh một cái vùng đang tồn tại một áp lực bán về ngắn hạn đây. Tức là từ khoảng vùng giá là 30.000 cho đến 30.300. Mình nghĩ rằng nếu mà có điều chỉnh tiếp tục nữa thì vẫn đang ở trong một cái xu hướng có thể là thị trường vẫn có thể ở vùng ngắn hạn được.
Thì lên vùng đây chúng ta có thể theo dõi về cái lực mua của cái thị trường của Bitcoin anh em nhé. Nếu mà có thể breakout mạnh thì chúng ta có thể TP kỳ vọng của mình là từ 31.000 cho đến 33.500 như mình đã post cho mọi người trên nền tảng Twitter đó anh chị em. Và sau cái post này của mình thì mình có cập nhật cho mọi người đó. Hiện tại đó là rất là nhiều người họ vẫn đang tham gia một cái lệnh short xuống cái vùng 25.000 thời điểm hiện tại, khả năng mọi người cũng khó gồng lệnh đó. Và kể cả trader nổi tiếng đó là Angold thì cũng đã nói về 25.000 đúng không? Đó, cho nên chúng ta thấy rằng là chúng ta thường đánh theo ngược xuống đám đông thì nhiều khi chúng ta ăn, tất nhiên là không phải lúc nào cũng đúng đâu, nó còn phụ thuộc theo cảm nhận thị trường mà thôi. Cái vấn đề phân tích ngắn hạn của mình hiện tại vẫn đang còn gọi là may mắn anh chị em nhé, may mắn, cái đó, điều đó mình thừa nhận gọi là cũng may mắn một chút, và trong cộng đồng anh chị em chúng ta cũng đang thừa nhận như vậy. Thì cái này gọi là may mắn riêng của mình mà thôi, mình chia sẻ qua cho mọi người biết chứ không phải là cái vấn đề là mình nói ra đây để mình nói rằng là lúc nào phân tích của mình cũng đúng nhá, không phải đâu anh chị em ạ. Mình cũng chỉ là một cá nhân và những người bên ngoài cũng chỉ là một cá nhân, kể cả những người đầu tư nổi tiếng thì tất nhiên là nhận định của họ sẽ gọi là đúng nhiều hơn đó anh chị em, bởi vì họ đầu tư dài hạn nhìn ok hơn. Nhưng mà chúng ta đầu tư thì luôn luôn cần phải cập nhật riêng cho bản thân mình mỗi một cái gọi là kiến thức riêng của bản thân đó, và cái cảm nhận riêng của thị trường. Nên cái việc mà mọi người tham gia vào đầu tư future đó, thực ra là mình cũng nói rằng là rủi ro rất là cao, nhưng mà nếu mà mọi người ổn định được tâm lý thì chúng ta vẫn có thể tham gia với số vốn nhỏ để cảm nhận về Bitcoin, về thị trường đó. Bitcoin ngắn hạn thì vẫn đang còn cái vùng là 30.300, mọi người lưu ý giúp mình nhé, không qua được thì khả năng vẫn điều chỉnh mà thôi. Nhưng mà mình sẽ có một cái view kỳ vọng như là mình đã post cho mọi người đó. Còn chúng ta sẽ có một cái hashtag đó là sâu in mây, chúng ta cùng tiếp tục chờ đợi anh chị em nhé. Mình kỳ vọng nếu có thể lên được cái vùng như mình đã TP là từ 31 cho đến 33.500 thì lúc đó điều chỉnh vẫn ok. Còn về vấn đề về Memecoin, mọi người vẫn đang hỏi mình là còn sóng hay không, mình trả lời cho mọi người trong clip luôn nhé. Mặc dù là mình đã trả lời cho mọi người trên Twitter và trên Telegram rồi, đó là vẫn còn 60 Memecoin, và mình cũng đã post cho mọi người trên Twitter đó là nếu mà 60 Memecoin đẩy mạnh thì khả năng sẽ có một đồng coin về meme đó có thể listing trên nền tảng của sàn Binance để có thể tạo một cái sóng FOMO rất là lớn, và sau cái sóng FOMO lớn đó thì chính là cái lúc mà thị trường có khả năng sẽ điều chỉnh sâu đấy nhá. Còn những đồng OneCoin thì mình cũng đã cập nhật cho mọi người rồi. Ở đây thì bây giờ mình xin phép được kết thúc clip. Mọi người cảm thấy clip hữu ích nhớ thả cho mình một like cũng như là subscribe kênh YouTube nhé. Và có gì cần thảo luận thêm ấy, thì mọi người có thể là bình luận dưới phần clip ở đây. Ok, xin được chào và hẹn gặp lại anh em. Và thông tin ở trong clip chỉ là tham khảo, không được xem là khuyên đầu tư nha.